Mình bấm X2 thì thả gói hàng xuống, mình bấm X3 thì băng tải hoạt động. Sau khi băng tải hoạt động thì cảm biến này đếm counter. Khi nào đếm được 10 sản phẩm thì băng tải dừng hoạt động. Và khi đó I6, đèn I6 sẽ báo sáng. Rồi mình bấm X1 thì reset counter. Đấy, được 10 sản phẩm thì băng tải dừng. Reset counter thì băng tải lại chạy và quá trình tiếp tục được thực hiện. Đây là toàn bộ chương trình code của mình.